Cô đố các em, nhiều quả dài cong xếp thành một nải, nải xếp thành buồng, khi chín vàng ươm, ăn ngon ngọt lắm, là quả gì? Thời gian cho các em suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ, đó là quả chuối. Chúc mừng tất cả các em đã trả lời đúng.